Ngày mới Kim Mai xin chào hết cả nhà. Mình chúc cả nhà mình ngày mới nhiều sức khỏe, vui vẻ, an lành. Hôm nay có mấy đứa bé nhà mình nó về chơi. Happy Father Day, ngày lễ của Father Day cả nhà. Cả nhà cùng dự lễ Father Day với gia đình Kim Mai cho vui. Hôm nay ngày lễ Father Day cuối tuần cả nhà. Này nhà mình nướng thịt cả nhà ơi. Hôm nay ngày Father Day. Father Day. Cho nướng thịt ở nhà barbecue. Nướng thịt. Mình có thịt thịt gà nữa cả nhà. Này thịt gà. Gà ướp. Dạ, em lấy về giặt mũi này cho. Này chưa nướng ăn chưa? Bỏ vô. Chưa nướng mình nướng luôn được. Mình bỏ hết lên đây. Bỏ nó ra ngoài lại. Có thịt gà, thịt bò. Rồi nè, trả lại em. Đây. Em đi ăn bánh mễ không? Bánh tráng bò. Cặp mấy cái đó ra. Hôm nay có mấy đứa bé mà mình nó về. Happy Father Day của bà nó. Mình có COVID cả nhà. Mình có con COVID. Đây đứa bé nó mù vậy. Qua wow, nhìn hấp đó. Bò. Mình có con cú. Ở nhà dùng bữa với nhà Kim cho vui. Dùng bữa tối. Này, nhà biết ly này dơ dầm. Ngao má mình thấy rồi mình xay nè. Ngao má nguyên chất luôn nè cái này. Nó xảy luôn à. Cái này ngao má luôn. Đây là coffee. Wow, một dĩa bự quá. Đây có thịt gà, thịt bò, thịt gà với bò, đây có gà với bò. Mà có gà với bò, cả nhà thấy cái cảnh này cũng hơi quen quen. Nhà mình đây thích nướng ăn ngoài cả nhà. Trên nó mát. Này nướng ngoài nó mát. Mời cả nhà. Giấy đâu? Cuốn giấy đâu vậy? Cuốn giấy đâu? Thank you.
Nam. Cái kia cái mễ đó, đó là cây Việt Nam. Cái này cũng mễ. Này mễ. Cái này Việt Nam. Cái mễ là lạ. Mang bánh cá hả? Còn gì không? Bánh cá cổ hả? Ăn bánh cá cổ mới được đâu. Không ngờ mình sắp nẻ hả? Đó, nẻ đem ra đó. Muốn? Nẻ luôn mà. Có nẻ. Có. Ờ, có nè. Đưa người cây chưa? Có. Còn đây như kiểu vậy. Cái gì tức dùm á? Bao nhiêu bằng tất cả mặt 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 tất cả bò mềm lắm, bò, 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 có bơ không bơ? Không, không. Ăn bơ. Hay, mấy cái con này nè, biết có gì chảy nó không? Chưa. Nhà nhỏ nhỏ đó, không biết đâu trong nhà nó không có chợ à. Hả? Mấy trái cây hả? Ừ. Mà mới bị dẹp hết rồi, sao nó cũng có nữa. Có đồ maybe cái sinh. Hả? Sinh tết là... Nó sao mới bị đi làm bị dẹp hết luôn hả? Ừ. Nó không biết đâu, nhưng nó bay quá trời. Cái bữa có trái cây rồi. Không quá giờ đó hả? Giá quá giờ đó. Ừ, mua đồ cho. Hả? Có đồ thuốc gì không? Nó có. Có gì cho nó đậu qua chân nó giọng có đâu mà nó mình đấm vô đèn á dạ giống cái đèn á xong rồi nó vô nó dính vô cái đèn đó tự nhiên mấy ngày nay cũng bị quá trời wow trái gì không ừ. Hai bên đó cũng bị hôm nay được mấy bữa nó mới có mấy cái cây á. Ừ. Nó là phước toai á. Ừ. À, phước toai á. When you go color.